Ok và hello, xin chào anh em. Chào mừng anh em đã quay trở lại với cả Ngọc Dòng Online cùng mình. Thì như anh em đã biết thì đây là một cái nick, không phải là nick Ngọc Dòng Online Game Action của mình, mà là một cái nick của một người bạn của mình. Chắc hẳn anh em cũng đã biết mình đang hợp tác với Hero và mình cũng đang quảng cáo cho Hero Boy. Thì đây là nick Hero đẹp trai và Hero đã tặng mình cái nick này và cho mình luôn cái nick Hero đẹp trai này. Và với cái tấm lòng của Hero Boy thì mình xin được phép nhận cái nick Hero đẹp trai này, và hy vọng là anh em sẽ không gato, không chửi bới, vì mình được nói chuyện với Đào Quân, mình được nói chuyện và giao lưu tâm sự cùng Hero Boy, cùng tất cả các anh em khác, cùng run run, và mình sẽ vẫn sử dụng cái nick Ngọc Rồng Online Game Action và cái nick Hero đẹp trai này để làm clip cùng anh em. Và có lẽ là chúng ta sẽ điểm qua một chút về cái nick Hero đẹp trai này. Và mình cũng chưa biết gì nhiều về Ngọc Rồng Online, thế nên là chúng ta không nên chửi mình, vì mình khá là kém, mình tự nhận luôn mình khá là kém trong cái vấn đề chơi Ngọc Rồng Online. Thế nên chúng ta hãy bình tĩnh, đừng chửi mình vội. Thằng này quá là sô cô la rồi, chắc là do mình đấy. Ok, thì chắc hẳn anh em đã được xem đồ của Hero đẹp trai rồi. Thì bây giờ thì chúng ta sẽ chạy qua đây. Đó. Ma bư luôn với Kỳ Đen. Thì review qua một chút về cái nick này. Khi mà mình nhận được cái nick này từ Hero Boy thì mình cũng không biết nick này là VIP hay không, nhưng mà cứ xem qua lại nha. Sức mạnh 40 tỷ. Pui Pui là con gì đấy? Chắc là Pui Pui là cái con ở Ma Bư rồi. Ok, hành trang, áo giáp sắt. Áo giáp sắt 45% tấn công thánh HP, đồ hút máu rồi. Quần vải thô 15% tiềm năng sức mạnh. Găng lưỡng long sức đánh cộng. Giày cao su thô. Thằng này giao dịch gì đấy? Radar cấp 2 45 chấn. Cải trang Ma Bư biến sô cô la mọi người. Giáp luyện tập cấp 1 Ngọc Rồng 7 sao, đá thần anh tím, tự động luyện tập động thần cấp 7, đá Sapphire, cuồng nộ, ván bay, lục bảo, bí kiếp. Bông băng, nho xanh, đá ruby, nho tím, đá titan, gói 10 viên capsule. Không biết có capsule xịn không. Rồi, nick này không có capsule xịn rồi. Bông tai Botara. Ok, chúng ta sẽ qua đây, chắc là full hết rồi. Ở đây còn khi năng lượng chưa full thì mình được cho nick này mà, thế nên là mình cũng không phản nàn gì. Tiếp theo là chức năng. Chức năng đệ tử. Đệ tử 17 tỷ sức mạnh, thần trái đất cấp 2. Quá sao không có đồ gì vậy. Trạng thái này. Chịu đấm Garlic, Masenko. Đây là một đệ tử Masenko, cũng mình cũng xem rất nhiều cái clip của Đào Quân, và Đào Quân nói rằng là đệ tử Masenko không có gì phải nản cả, bởi vì Đào Quân đã từng up một đệ tử Masenko và đệ tử khá là VIP. Nhưng mà chiêu 3 lại là tái tạo năng lượng mà dính vào Kaioken thì chắc là hơi bị đen. Rồi. Và một lần nữa cảm ơn Hero Boy. Tiếp theo là cái radar cấp 2 của đệ tử là sức đánh cộng này, cải trang Cyberman thì để phát nổ. Trạng thái ok. Máu 480.000. Ki 480.000. Chí mạng 3, giáp 490. Ok, sức đánh 16.000. Có sức đánh to thế. Rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ lắp một chút đồ vào nha. Ôi sao thằng này để màu đỏ nhỉ. Chói này. Mình không biết mình nên để chói không. Mình không biết mình có nên để chói không nhỉ. Mình có hóa gồng năng lượng này, chắc là mình sẽ hóa khỉ nữa. Mình để cái trường biến hình. Gán ô phím tắt ở số 4. Hành sức đánh 28.000 cơ. 28.000 không ổn lắm. Chắc ạ. À, cái nick này đã chuyển hết đồ sức đánh đi rồi. Ok. Nào, chúng ta sẽ chạy qua làng Kakarot. Và chúng ta sẽ... Mình cũng chưa bao giờ đi đến tương lai, thế nên là bây giờ mình sẽ qua tương lai và đến chỗ Khâu để xem như thế nào nhá. Rồi. Ủa, nó đang bem con chó. À, nó bem cái cột gỗ. Mình cứ tưởng nó bem con chó. Vẫn có sự kiện là ấy cơ. Rồi chúng ta đi thôi. Let's go. Uống ba lạng thì bùa. Một cháu sô-cô-la thôi. Yeah, làng plan. À mình không biết Khâu ở đâu nữa, mình xem nào. Cho chúng ta xem bản đồ. Bản đồ Khâu ở đâu. Thành phố Vegeta, bờ vực đen, thung lũng đen, rừng đen. À nó không có trên bản đồ rồi. Vậy là mình nghĩ rằng nó sẽ ở một chỗ nào đấy.
À, mình sẽ cho nick này thử đi gặp mà thử đi gặp ấy coi. Chúng ta sẽ thử đi gặp cái thằng tuần tra viên là cái thằng nào ấy nhỉ? Quên xứ rồi. Để đi đánh nhân bản ấy, để xem cái nick này có đánh được nhân bản không. Jaco. Vâng. Jaco đến Botafail. Thì có một chắc hẳn tất cả các anh em chơi Ngọc Rồng Online đều biết rằng cái cách đánh nhân bản dễ nhất là chúng ta sẽ gọi nhân bản ra ở cái phiên lần chưa hợp thể. Sau khi nhân bản ra rồi, chúng ta sẽ hợp thể lại để chúng ta có sức đánh mạnh mẽ hơn và HP trâu hơn, và chúng ta sẽ phang chết con nhân bản để lấy cái gì đấy, cái dương gì đấy, à cái bình nước gì đó. Ok, chúng ta sẽ chạy vào đây từ từ đã. Mình ok, và chúng ta đang ở thành phố Vegeta. Và bây giờ thì chúng ta sẽ thử xem qua câu nó sẽ như thế nào nhá. Bây giờ thì mình sẽ tiến hành vào trạng thái hợp thể bung tay Botara để xem sức mạnh lên bao nhiêu. Sức đánh 43.000, máu 970. Nói chung là mình cũng không hơn gì, nick được cho mà. Nói chung là mình cũng không đòi hỏi nhiều. Cảm ơn ấy rất là nhiều nha. Đến câu. Rồi luôn. Ủa? Mình đâu có chó được đâu, sao tự nhiên lại. Chà rồi, đau quá. Chết mẹ. Sức đánh ở đây hình như bị giảm xuống. Chúng ta sẽ phải sử dụng bông băng để không bị giảm sức đánh. Ơi ơi ơi, gần chết rồi mấy. Mày mày mày. Đúng rồi. Đây là lần đầu tiên mình đến câu. Và nick may, rất may mắn rằng là nick của Hero có ngay con bông băng. Thế là mình không bị lạnh, mình không bị giảm sức đánh. Và cộng 2046 lá gì ta. Mình sẽ tranh thủ test thử cái chức năng ấy đệ của Hero xem như thế nào. Mình vẫn chưa được trải nghiệm cái skin 2 của đệ tử. Đó. Trời ơi. Nó bắn còn lâu. Nó lâu JL luôn. Chắc là mình. Trời xấu thế. Mình sẽ phải gắn ô phím tắt vào đây. Chúng ta có thể trói lại cho đệ tử đánh. Đó, trói được rồi. Láo này, láo này, láo này, láo này, láo này. Sao thằng điện tử nó không đánh nữa? Attack. Mình vừa cho rồi mà ta. Nó chết rồi anh em ạ. À. Đậu phụ. Thật sự luôn đấy. Chết cha rồi. Mình zip rồi. Ok, có khi là mình sẽ phải học lại cái cách chơi. Và cái cách mình sẽ tìm hiểu thêm, anh em đừng lo, và mình sẽ tìm hiểu thêm cái phần này. Và mình đã vừa đến thử khâu và mình cũng đã thấy được nó rất là khó, và mình sẽ học hỏi thêm cái Ngọc Rồng Online này. Thì hy vọng là anh em có đừng có comment thiếu tôn trọng, và xin cảm ơn anh em đã xem clip của mình và hẹn gặp lại anh em trong những video lần sau. Hello và xin chào anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với Game Action. Thì hôm nay mình muốn giới thiệu cho anh em một cái nick bán ngọc rồng online tự động, bán nick ngọc rồng online tự động của một người bạn của mình. Đó là Hero. Chắc hẳn anh em cũng đã biết Hero là ai. Hero là một YouTuber và là bạn của Đào Quân cũng như là bạn của mình, và cũng đã giúp đỡ mình trong suốt thời gian mình chơi ngọc rồng online. Và hôm nay thì mình mang đến cho anh em cái nick shop hero tự động.com.
và mình sẽ để ngay cái link này dưới phần mô tả. Và khi anh em nếu mà anh em nào không có thời gian mua nick, à không có thời gian mà chơi thì anh em muốn có một cái nick thì anh em có thể truy cập vào ngay vào shop hero tự động.com để anh em có thể mua được những cái nick vừa với giá tiền của mình và vừa với ý của mình. Trên đây là nick, trên đây là cái trang web shop hero tự động.com, một trang web shop bán ngọc nick ở ngọc rồng online. Đó thì ở đây có tất cả những cái đầy đủ từ trang chủ tin tức, Facebook admin, kênh YouTube cho đến nạp thẻ nhanh, thì anh em có thể nhìn ngay dưới đây. Đó, kéo xuống đây là một loạt cái nick đã được bày bán sẵn. Hero Boy, đây là cái nick. Đó, đây là cái trang YouTube của Hero, 51.000 subscribe và cũng là một người mà giúp đỡ mình rất là nhiều. Đó, bạn của Đào Quân. Rồi, thì đây có trang chủ thì giao diện thì cũng ok. Ở đây có thêm phần là lọc theo giá, giá dưới 50.000, giá dưới 100, giá dưới 300, giá dưới 500, giá dưới 1 triệu và giá trên 1 triệu. Đó, hành tinh, Namek, Sai ra và trái đất, máy chủ đủ 7 máy chủ luôn. Và chọn loại thẻ đây. Đó, nhập mã thẻ, nhập series, nạp thẻ. Khi mà nạp thẻ, chúng ta có tiền, chúng ta có thể mua sắm những cái nick online này và 100% uy tín. Khi mình đã giới thiệu shop nào thì shop đó 100% uy tín và đó là người bạn của mình, thế nên mình mới giới thiệu. Ok. Thì ở đây có những cái nick ví dụ như là hành tinh Namek này. Đó, hành tinh Namek 4 sao. Ok, mình thử search thử hành tinh trái đất. Giá dưới 100.000, vũ trụ 4 sao, thử tìm kiếm xem. Đó, có một cái nick 4 sao hành tinh trái đất, thông tin đăng ký ảo. Đó, bấm vào đây 70.000 thôi. Chúng ta sẽ xem chi tiết cái nick này. Cái nick này có áo len Pico, quần vải Pico, găng len Pico, giày nhựa Pico radar cấp 1. Đó, có cả một đệ tử sơ cấp với giáp là 168. Ok, chiêu đấm Dragon. Ok, các thứ. Mua bằng thẻ cào siêu rẻ thì chúng ta chỉ mất có 56.000 thôi. Và nếu mà mua ngay thì chúng ta mất 70.000. Vậy là chúng ta cần một cái thẻ 50 và một cái thẻ 70. À, một thẻ 20. Ok, quay trở lại với cả shophero tự động.com. Thì anh em có thể tìm những cái nick cực kỳ VIP, ví dụ giá trên 1 triệu. Hành tinh Xay ra đi, máy chủ 6 sao, tìm kiếm xem nào. Đó, hành tinh Xay ra, ở đến link Namek mà. Chúng ta xem lại nha. Hành tinh Xay ra giá trên 1 triệu, máy chủ sao đi. Vậy là không có nick nào rồi. Nghĩa là anh em có thể tìm kiếm những cái nick mà anh em ưng ý với thủ thuộc giá tiền mà anh em có. Đó. Đây, 4 sao không có. Dưới 1 triệu xem. Từ chúng ta thử trái đất nhá. Sao? Đó, có 4 nick trái đất này. Đây. Chúng ta sẽ thử vào xem nick này có giá 400.000, 1 triệu rưỡi, 1 triệu 6 và cũng 1 triệu 6 luôn, để mình xem thử cái nick này nhá. Cái nick này, trái đất, sức mạnh 30 tỷ, sức mạnh của đệ tử 22 tỷ, thần xây ra các thứ, cải trang Bulma luôn, chiêu đấm Dragon, Kabezoko, Thái Dạ San. Một cái nick khá ngon đối với giá tiền 1 triệu 500 và được fix 300 nghìn khi mà mua bằng thẻ cào siêu rẻ. Thế nên là anh em nên lựa chọn cái shop này và ủng hộ cho Hero Boy để có thể bán được nhiều nick hơn. Và năm mới cũng chúc anh em vui vẻ và tràn đầy hạnh phúc bên người thân nha.